Đức phát ra, dạ, con xin sám hối, con không nhìn thấy được cái nick của sư. Dạ. Nhật Bình mến chào Sích Rạng Đông, mến chào kính lễ cô tu nữ Thâm Má Cha Rí. Dạ, Nhật Bình mến chào Sích Rạng Đông, chào Tâm Phương. Mến chào Trần Thư. Chào, kính đảnh lễ tri ân với ngài và kính cảm ơn tất cả đạo tràng. Bây giờ Nhật Quỳnh mến mời bằng tay của rằng mời gia thú bàn tay của Rạng Đông và của Tâm Phương. Dạ, mời Rạng Đông tiên phong ha. Sa thú chị Nhật Quỳnh đã trở lại với đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn chị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 186. Na ba na wa se na tức tiếng ca mê su vắt cha tí ấp bát sa đà đúc kha ca ma y tí quỳnh nhà giá bàn đi tù na ca hà ba na quá xề ná tức tí ca mê du vích cha tí ấp bát sa đà đúc kha ca ma y tí quỳnh nhà giá bàn đi tù na ca hà ba na quá xề ná tức tí ca mê su vách cha tí ấp pa sa đà đúc khà ca mà y tí quỳnh nhà giá bà lý tù dầu mưa bằng tiền vàng các dục khó thỏa mãn dục tán nhiều ngọt ít biết vậy là bậc trí. Bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Na ca hà ba na wa se na tức tí ca mê su vít cha tí ấp pa sa đà đúc kha ca ma y tí quỳnh nhà gia bàn lý tù trận mưa bãi báo đầy tràn chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng người than ôi dục đắng khó trôi dính cây chút ngọt vui rồi khổ thêm. Bản dịch của hòa thượng Duy Đức. Kính mời chị Lạc Lê. Nam mô Bố Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sân Khai giá, tự biết chi, thế cảm ơn vị Đàn Đông, dạ, cảm ơn vị Nhật Huỳnh, nè, mừng quá, Nhật Huỳnh trở lại rung rồi. Naka hà ba na quá xê na tí tí ca mê su vi cha tí áp ba sát đà su khà ca mát y tí nguyên nhà dạ và dạ dạ bàn đi tổ nắc nắc cả hà ba na quát xề nát tí tì cà mê su vi chát tí áp và
sa đà su kha ka ma y ti quyền nhà gia bành ti tổ dầu mưa bằng tiền vàng, dầu mưa bằng tiền vàng các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngột ít biết vậy là bậc trí. Dạ đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trận mưa bài báo đầy đàn đầy trời, chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng người, than ôi dục đắng khó trôi, dính say chút ngọt vui rồi khổ thêm. Dạ đó là phổ thơ của Thượng Tọa Dưới Đức. Na kha ha pa na wa se na ti ti ka me sui cha ti a pa da su ka ma quyên nha và pa ni tôn na ca ha pa na qua se na ti ti ca mê su vi cha ti a pa sa da su kha ca ma e ti vi na và pa ni tôn. Dầu mưa bằng tiền vàng các dục khó thỏa mãn, dục nhiều dục đắng nhiều vị nhiều ngọt ít biết vậy là bậc trí. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trận mưa bái bão đầy tràn chẳng làm thỏa mãn dục tham lòng, ăn ôi dục đắng khó rồi, kính đây chút ngọt vui rồi khổ thêm. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính. Tiếp theo mời. Sa thú sa thần thầy, Nam mô Bụt Tathāgata, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sangkhā Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ tòa minh hạnh, đại đức pháp tính, đại đức tuệ nhẫn, đại đức pháp can, cô tu nữ Tham Ma Chari. Kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 186. Na ca hà ba na va se na tít tí ca mê su vi cha ti áp bát sa đà đúc kha ca ma y tí quỳnh nhà gia bàn đi tù ba na va se na tít tí cà mê su vi cha tí ấp bát sa đà đúc kha cà ma ít giáp bàn đi tù nà ca pa nà qua xe na tí tí
là sự chấm chấm và cái từ rá tá là cái căn của nó là căn râm cộng với tá, đó là quá khứ phân từ. Như vậy là nếu chia theo quá khứ phân từ là đã được ưa thích hay đã được yêu thích, đã được thỏa thích. Còn cái từ hô tí thì chúng ta biết rồi, nó cũng giống như là động từ to be vậy đó. À, thì là ở vậy đó. Ừ. Còn là samma sambuddhasa vakko thì cái câu này chúng ta đã rất là rành rẽ rồi, không? Đó là đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác. Savako tức là cái người đệ tử của bậc chánh đẳng chánh giác. Như vậy ở đây gọi là đệ tử bậc chánh đẳng chánh giác, đây là bốn chúng ha, bốn chúng là tỳ kheo ly, thiện lam, tín nữ, đang đi trên cái con đường bát chánh đạo, thực hành giới định tuệ, được gọi là đệ tử của bậc chánh giác, chứ không phải là chỉ cho những vị tỳ kheo. Và ở đây thì chúng ta phải biết cái điều đó. Và cái câu này thì ngài dịch là đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dầu là dục chư thiên chỉ ưa thích ái diệt. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu năm kệ. Và bây giờ thì chúng ta đi vào phần thứ hai là phần tích truyện. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, cái tích truyện này thì nó gồm hai cái câu kệ, nó được ngài thuyết lên là dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí, đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dầu là dục chư thiên chỉ ưa thích ái diệt. Thì chúng ta biết là hai cái câu kệ này nó phải thuyết cùng một lúc thì nó mới đúng và hợp với lại lời dạy của Đức Phật. Và chúng ta chia ra từng câu thì cái mạch pháp nó không có đi được xuyên suốt của nó. Vậy nên là chúng ta biết là kệ Pháp Cú là nó khó thuyết vô cùng, vì nó cực kỳ cô đọng. Và cái kệ Pháp Cú này thì nó lại là một cái cô đọng thì cô đọng, nhưng mà người ta muốn diễn thuyết làm sao thì nó cũng đều được hết. Nên là chính vì vậy nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Ta để ý từng cái câu Pháp Cú chúng ta phải hết sức là khôn khéo. Thì chúng ta nghe diệu pháp nó mới trí nó mới tuệ nó mới sanh được. Và kính bạch chư đại đức tăng, cái câu kệ Pháp Cú này thì được Đức Thế Tôn thuyết khi ngài ngự tại chùa Kỳ Viên Chê Tao Á Ná, và đề cập đến một vị tỳ kheo không có hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh. Thì vào thời Đức Phật đó thì có một cái vị tỳ kheo xuất gia và ngài thọ cụ túc giới, và cái vị tế độ của ngài mới bảo rằng là: này hiền giả, hãy đến nơi ấy để mà học những cái xiển thuật. Học những cái xiển thuật này là học về cái gì? Thì chúng ta biết là học về các cái đề mục và học về cái bí tứ thánh đế, năm uẩn, rồi cái bốn cái chí về ngũ uẩn, bốn cái chí về lậu hoặc, và 44 cái chí về 11 cái tiến trình nhân duyên ấy, trong 12 nhân duyên ấy. Chắc là quý vị không biết, hỏi bây giờ quý vị có biết được bốn cái chí về ngũ uẩn hay không, và bảy cái chí về cái ngũ uẩn nếu nói tổng thể, hay là bốn cái chí về lậu hoặc, rồi 44 cái chí về
cái 12, 11 cái nhân tiếp nối của 12 nhân duyên đó. Nếu chúng ta không có nắm vững cái điều đó đó thì chúng ta sẽ không biết pháp ở đâu. Mà nắm vững cái điều đó rồi thì chúng ta phải hiểu được sáu cái căn này đang hoạt động, và chúng ta thấy cái thực tại ở đó, và chúng ta lần cái mối duyên hệ của nó ra thì mới tận diệt được vô minh. Do vậy mà chúng ta, tại sao mà chúng tôi luôn chia sẻ với quý vị là hãy hiểu thật rõ về cái thấy, nghe, ngửi trong đời sống, đó bạn mới phát hiện ra lời Đức Phật như chân như thực đang hiện hữu ở đây, cái lý tứ thánh đế nó đang hiện hữu. Như vậy thì khi mà vị tỳ khưu đó vâng lời ngài xong, thì khi xong đó thì cái thân của vị đó mới lâm trọng bệnh và muốn gặp ở khi mà cái vị tỳ khưu này học xong vâng lời của người thầy, thì khi đó cái song thân của vị đó bị lâm cái trọng bệnh, và do thời buổi không có tin tức như chúng ta bây giờ, ngài tu đi vào những cái rừng giết, ngài tu tập, nên là cha mẹ của ngài thì về tuổi già thì chỉ mong được gặp, nhìn thấy con mình lần cuối thôi, nhưng mà không có người đến để nhắn tin được. Và song thân của ngài vì thương nhớ cái vị tỳ kheo này nên khi sắp lâm chung á, thì mới bảo lại với cái người em trai rằng, như vậy thì ở đây chúng ta biết rằng cha mẹ của ngài có mỗi mình ngài thôi, mới bảo lại với người em trai của người rằng là, này em, khi em hãy dâng y bát đến con trai của ta nhé, khi nào mà em gặp thì song thân của vị đó trao lại cái người em trai tất cả những cái số tiền tài sản là 100 cái hạt bát lá, là rồi thì cha của ngài mệnh chung. Và khi vị tỳ khưu đó có duyên trở về để thăm cha mẹ ngài, thì người chú do đã có đức tin Tam Bảo mới quỳ dưới chân của cái vị sư đó và than khóc, mấy này trình bạch lên ngài là vì sầu muộn do thương nhớ ngài nên là song thân của ngài đã qua đời, cha ngài có trao lại cho ngài một cái số tiền là 100 cá há, vậy thì tôi sẽ phải làm thế nào với cái món tiền này đối với người, đối với ngài đây? Thì vị tỳ kheo mới nói là, này chú ạ, thôi được, tôi chẳng cần chi cái số tiền này đâu. Rồi một thời gian sau thì vị đó đi về, vì một thời gian sau vị đó tu tập thì đời sống phàm hạnh vị đó chưa có thấy được các pháp thực tại, nên là không có lấy được cái niềm vui chú vào trong cái đời sống phàm hạnh. Và chúng ta biết là cái người tỳ kheo hay người cư sĩ mà chúng ta học Phật pháp mà cái thực tại mà chúng ta không có nhóm lửa được cái trí tuệ của chúng ta với cái thực tại trong đời sống hàng ngày, thì cái vị tỳ kheo hay là cái người cư sĩ đó trước sau gì nó cũng trở thành bê bối, nó rất nguy hiểm. Nên là chúng ta biết là do vậy mà chúng ta cần phải tìm cầu học hỏi và nghiên cứu kinh điển, chúng ta phải kham nhẫn rất nhiều để mà chúng ta suy xét cho bằng được lời Đức Phật dạy, làm sao mà trí tuệ chúng ta nó phải khai thông được, phải bắt nguồn được trong những cái thấy, nghe, ngửi đời sống hàng ngày. Đó là cái niềm vui duy nhất mà nó dẫn chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi. Và cái niềm vui đó đặc biệt là khi thấy được cái pháp đó rồi thì chúng ta không còn cái gì quý báu hơn là lời dạy của Đức Phật đâu, thưa quý vị. Chúng tôi đảm bảo với quý vị một điều như vậy. Còn không thì tất cả nó đều bị che đậy và vô minh và tham ái, nó sẽ đánh sập hết trong tất cả môi trường của chúng ta.
Trở lại thì ngài mới suy nghĩ rằng lợi ích gì mà ta phải đi bác từng nhà để mà nuôi cái mạng sống này, trong khi đó ta già, ta gia đình của ta giàu có quá mà đời sống của ta chỉ có tối ngày mang cái bát đi vào, mà cơm thì không ra gì, nguội ngắt nguội ngơ, người thì cho cái miếng cá, người thì cho cái trái chuối, người thì cho miếng rau, một chút cơm bỏ vào trong cái bát đó. Thì đời sống lợi ích chi mà ta phải đi bát từng nhà mà để nuôi cái mạng sống này. Ngài khởi lên cái bất mãn. Ta có thể nhờ vào 100 cái cá ha bát này để nuôi mạng sống cũng được, vậy ta thôi hãy hoàn tục đi. Ngài nghĩ tâm của ngài phiền não nó nói vậy, và thế là vị đó không còn hoan hỷ trong cái đời sống phàm hạnh nữa, và ngài bỏ những cái trì tụng kinh điển và bỏ rơi cái việc mà phát triển tâm trí. Và chẳng bao lâu thì y của ngài nó trở lên, thân của ngài nó trở lên ốm o gầy còm, và chư tỳ kheo trẻ và các sa di mới hỏi thăm ngài, và ngài bày tỏ cái ý của mình: tôi bị cảm dục, tôi muốn hoàn tục. Chư tỳ khưu mới cùng các sa di mới mang cái vị tỳ kheo đó đến, mới trình bạch với Đức Thế Tôn và bậc đạo sư, mới hỏi con của ngài: này tỳ kheo, có thật chăng được nghe nói rằng con bị cảm dục nên là muốn lìa bỏ đời sống phàm hạnh? Bạch Thế Tôn, con thật như vậy. Này tỳ khưu, vì sao ngươi lại hành động như thế? Ngươi có chỉ làm duyên để nuôi mạng sống chăng? Bạch Thế Tôn, có. Vậy ngươi có cái chi? Thưa con có 100 cái ha pa ná. Bạch Thế Tôn, nếu thế thì ngươi hãy mang một số sỏi, ngươi hãy tính thử xem ngươi có thể nuôi mạng sống với cái ha pa ná bấy nhiêu chăng, hay là không thể đủ nuôi mạng sống. Vị tỳ kheo mang số sỏi đến bạch đạo sư, và bậc đạo sư mới phán: ngươi hãy 50 đồng vàng mua vật, bỏ ra 20 đồng vàng mua bò, bỏ bao nhiêu đây để mua hạt giống, bấy nhiêu đây để mắt vầy, bấy nhiêu mua cuốc, bấy nhiêu mua búa. Và chúng ta thấy khi ngài chỉ ra cho chúng ta thấy được rằng nó rời rạc ra đi, ngài không còn bám vào cái số tiền nữa. Khi ngươi tính như vậy rồi thì 100 cái ha pa ná này cũng không đủ được. Rồi bạc sư mới phán dạy là vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, số ca ha pa ná mà ngươi có được quá ít, ngươi nhờ số ca ha pa ná này để tầm cầu thì làm sao thỏa mãn được. Được nghe rằng thời trước bậc Chí làm vua chuyển luân, chỉ cần vỗ tay thì mưa bảy báo rơi xuống, ngập đến ngang lưng khoảng 12 dặm. Dù cho vị chuyển luân vương ấy làm chùa, làm chúa lửa cái cõi đao lợi suốt khoảng thời gian của 36 vị trời, không hề thỏa mãn mà phải mệt chung. Và theo lời thỉnh cầu của chư Đức thuyết lên cái bổn sai đó là vua Manh Tha Tú tiếp, và mặt trăng thường xoay vòng rọi sáng các hướng nào tất cả chúng sanh sống trên trái đất thường là nô lệ của vua Banh Thú Lá là như vậy. Và Đức Thế Tôn thuyết lên mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc chí, đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, cầu là dục thi, chỉ ưa thích ái dục.
chậm mưa bạc mưa vàng không làm chí hạnh chi túc phát sanh đến dục lạc. Ái lạc chất đem lại chút ít êm đềm và nhiều đau khổ. Biết người thiện chí tìm được thỏa mãn trong khoái lạc, giàu ở cảnh hàng sa môn của bậc chánh đẳng chánh giác hoan hỷ là vừa. Và ở thi kệ chết còn để lại sư, trăm đồng không thiếu cũng không dư, sư toan hoàn tục tìm sinh kế, bất đời tu mãi nhẫn từ, chỉ cho sư cấp tính tiền 50 đồng trắng để ăn liền lúa bò 24 và 24 diều sau sẽ tậu riêng Phật bấy nhiêu có đủ gì, dầu mưa vàng bạc lúc chân đi cũng chưa thỏa mãn lòng tham dục. Bậc chí không còn tham sân si. Đó là con xin bài kệ ngắn con đọc đến tất cả trang và đến tất cả quý Phật tử. Trước khi vào bài pháp, con cũng luôn nhắc lại một lần. Khoảnh khắc là tối thượng nhất. Khoảnh khắc gì qua thì đã qua vĩnh viễn, mọi kiếp sống đã qua cũng đã qua vĩnh viễn, mọi thọ từ quá khứ vô lượng chúng cũng đã diệt tận. Ngày mai chúng chưa đến, và nếu chúng có đến thì cũng chỉ là khoảnh khắc của thấy, của nghe, của đếm, của xúc, của chạm, của cứng mềm, nóng lạnh. Mỗi một pháp chúng mang đặc tính, tính riêng của chúng ở đó. Cái thấy phải là cái nghe thì không phải là cái ngửi thì không phải là cái thấy thì không phải là cái đếm, cái xúc chạm thì không phải là cái nghe, cái ngửi, cảm thì không phải là cái thấy, cái nghe không phải đàn ông đàn bà, thọ chỉ là thọ, cảnh sắc chỉ là sắc, tưởng thị chỉ là thị giác, thanh chỉ là âm thanh. Các pháp chúng bảo vệ những cái tính riêng của chúng là không có một ai ở đây cả. Hiện giờ đây cũng không có người nào, mà chỉ có tâm sở pháp hay còn gọi là đang chấp thủ hay là phải nhắc. Vì 40 năm hoặc Đức Phật về cái thấy, cái nghe, nghe cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm. Nếu như chúng ta không tỏ tường được cái được thấy thì chúng không tỏ tường được sắc. Chúng ta cũng không tưởng được là quẩn xứ giới đế.
Và nếu như phát hiện ra cái thấy và cái đối tượng được thấy thì cũng chúng ta cũng biết đâu là sắc và đâu là danh, đâu quẩn, đâu là giới, đâu là đế, không ạ? À? À, phải không? Âm thanh là một quẩn, âm thanh cũng một xứ, âm thanh cũng là một giới, âm thanh cũng là một đế, phải không ạ? À? À. Cái nghe cũng là một quẩn, cũng là một xứ, cũng là một giới, một đế, phải không ạ? À? À. Như vậy khoảnh khắc này người nào hiểu biết khoảnh khắc đó là bậc hiền trí, người nào hiểu về khoảnh khắc này người đó chắc chắn sẽ nắm được chân Đức Thế Tôn. Người nào chưa nắm được khoảnh khắc này thì người đó chưa biết cha của mình ở đâu, cha của mình nói cái gì, dạy cái gì, à, chưa biết, người đó chưa biết. Nếu như chúng ta thấy được cái nghe, chúng ta biết rõ về cái thấy và đối tượng được thấy, cũng biết được xúc về cái thấy là nhãn xúc. Và ta hiểu được nhãn xúc, ta cũng hiểu được nhãn. Mà chúng ta hiểu được thì chúng ta cũng hiểu được ái. Và lúc này chúng ta sẽ hiểu được cái gì? Chúng ta sẽ hiểu được lậu hoặc. Hoặc tức là gì? À, tức là dục lậu, hữu lậu, ký lậu, vô minh lậu. Và cái chúng ta cũng hiểu được chúng và chúng ta được con đường, đến sự đặc chúng. Con đường làm gì của chúng? Quý vị thấy không, khi mà đã hiểu được chánh pháp một cách minh bạch thì quý vị thuyết ở đâu cũng vào cái đề tài hết, không có chạy được hết các pháp. Và dục là gì? Chúng ta nên nhớ là dục nó có hai chứ không phải có một đâu. Dục là đối tượng của nó là cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng mà nó dục ở trong lục phần của nó tàng các cái cảm thọ này. À, như vậy là phải thấy được cả hai. Thấy được hai. Khi nhìn chúng ta là nó đáp mà chúng ta nhào phía chúng ta của nó đó. À. Nên tại sao mà Đức Phật dạy quán thọ, quán thọ. Có một điều không đủ lớn, không đủ chiều sâu ý nghĩa thực tại thì tất cả những cái hành pháp ở trên này đều phá hủy giáo pháp của Đức Phật hết. Và chúng ta không cần phải làm gì cả, lời Đức Phật đã rất tỏ tường rồi, chúng ta chỉ học hiểu cho lời lý sanh ra các pháp duyên sanh như thế nào, chúng ta lắm tỏ tường về nó và tránh tự động có duyên cho nó sanh khởi từ đây. Pháp của chúng ta đủ lớn thì một cách tự động là sẽ chuyển qua pháp hành. Như vậy ở đây không phải là tam tạng kinh điển trong ngôn từ, mà học ở đây là học cái nghĩa lý và học cái lý pháp mà nó sanh khởi ở trên môn này. Nhớ về những cái thực tại thì bậc chánh tầm cầu dục lạc được, và mới hiểu được dục lạc nó là một cái miếng mồi, nó nhựt làm cho các cái cảm thọ nó sinh khởi, sơ duyên khởi, mà thọ nó chỉ là thoáng qua, là mấy cảm giác thoáng, cả chúng ta đều trái cảm giác khỉ này tới đau khổ chứ không có gì. Còn trước khi là cái đề bà con nói về chúng ta hãy
về mũi về lưỡi được rằng là các thực tại không sinh ra chúng, các duyên của chúng cũng diệt, một tác có nó đều sinh khởi bởi duyên của nó. Cái thấy dầu là Đức Phật ta cũng là cái thấy. Thank you.